Rồi hôm nay em tới bàn giao nhà cho anh chị. Em chúc nhà mình là luôn ở trong một nhà với nhiều hạnh phúc, cũng như là mọi mong ước trong công ăn chuyện làm của mình đều sẽ thành công. Cũng thay mặt cho đại diện gia đình gửi lời chúc tiếng Pháp, trước mắt là thành công trong công việc ha, càng ngày phát triển. Qua công trình thì cũng ghi nhận cái là rất là tin tưởng tiếng Pháp trong cái vấn đề thi công ha, rồi tiến độ, rồi phát sinh đó, có những cái mình cũng nói thật chia sẻ thiệt. Còn cái chuyện mà trong quá trình làm thì qua lại ông chủ nhà với ông giám sát liên tục cũng được đó. Đó là nhỏ nhỏ cái gì Rồi cho phim mấy tụi em tấm hình kỷ niệm nha. đó. Rồi. Rồi, 1 2 3. Sân trước này là chủ nhà còn đang chờ để trồng cây cho nên vẫn chưa có lắp được, thì chúng ta đã hoàn thiện được căn nhà này của chúng ta đó, rất đẹp đúng không quý vị các bạn. Thì nhà này được của chúng ta với quy mô là một trệt và một lầu, mang phong cách là hiện đại đó. Đó. Về ngoài ở mặt tiền chúng ta là được ốp đá trắng thiên lao, nhà này là full trắng nha quý vị và các bạn, cho nên nhìn rất là mướt luôn đó. Các đường chỉ nẻo đường hẻm nó cũng nhấn nhá cho ngôi nhà chúng ta. Thì cửa chính là chủ nhà sử dụng cửa kính cường lực như thế này, thì khu vực này cũng là an ninh rồi, và phía trước đã có cổng nữa cho nên chủ nhà để như cái cửa thế này để cho thoáng và sáng nguyên ngôi nhà. Đồng thời là sử dụng gạch trắng vân đá đó. Nhà chúng ta do là sử dụng nó màu sơn màu trắng luôn, thì nó rất là rộng rãi nguyên căn nhà đó. Đầu tiên hết chúng ta bước vào đó là phòng khách, còn đây là cầu thang ngăn cách giữa nhà, đây là cầu thang chích giác hay gọi là liên giáp bậc nha quý vị các bạn. Còn phía sau đây là phòng bếp đó, cửa sổ ngay chỗ chỗ như thế này thì nó rộng, nó thoáng cho cả cái khu bếp, gian bếp chúng ta. Nhà chúng ta xuyên suốt từ trước ra sau và có được cái các cửa lông thông thoáng như thế này thì nhà chúng ta rất là thoáng và không bao giờ ngập nha quý vị bạn. Với lên một cái hệ cửa nhôm sinh pha như thế này thì sang trọng cả của nhà chúng ta. Thì phòng bếp, khu vực bếp thì được ốp lên một cái sáo dày để cho khu bếp mình nó sạch sẽ. Phòng khách thì chủ nhà không ốp. Đây là một dạng cầu thang cũng khá là đặc biệt, tại vì cái công thi công nó khó, thì mặt bậc cũng được dán đá hoa cương màu đen và mặt dựng cũng màu trắng, nhấn nhá thêm phân biệt giữa các bậc.
thì cầu hang tay vịn gỗ, kính cường lực, khung inox, đây inox 304 nha quý vị các bạn. Có đánh dấu rồi. Thì với cầu thang liên chấp bậc này thì quý vị các bạn thấy mặt đứng của nó mà càng mỏng thì nhìn nó càng thanh mảnh, nó không bị thô. Đó. Thì đóng cái cầu thang này nó cũng rất là cực công nha quý vị các bạn. Đó, nó dích dắt giống như là ông giác là các mảnh nó ghép lại chúng ta rồi chúng ta phô luôn cái phần dích dắt này thì nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi lên lầu 1. Nhà này chúng ta thì một trệt, một lầu. Thì đây là sảnh đón. Đó, phía trên là có các ô thông gió đã được gia cố bằng kính cường lực và cái khung sắt bảo vệ. Đồng thời ngay ô cầu thang là có các bông kiến lấy sáng như vậy. Thì nhà chúng ta góc cạnh nào cũng không bao giờ tối nha quý vị bạn. Thì nhà chúng ta gồm có 3 phòng, gồm một phòng làm việc và hai phòng ngủ nha quý vị các bạn. Đây là cửa nhựa Hàn Quốc, một loại cửa hiện nay đang rất là phổ biến ở trong nhà. Nó thay cho các loại cửa gỗ, giá lại mềm hơn cửa gỗ, rất đẹp nha quý vị các bạn. Đó. Toilet sử dụng cũng được và cũng rất là bền. Đây là toilet ở phòng ngủ ở phía trước. Bố trí bày biện nó nhẹ nhàng, hiện đại, đầy đủ công năng sử dụng với các gam màu gạch, cũng với các gam màu gạch là trung tính cho nên nó rất là nhẹ nhàng và đẹp nha quý bạn. Thêm cái ô lý sáng như vậy thì rất thoáng. Thì đây là cái khung cửa sổ ở phòng ngủ phía trước chúng ta. Đó. Thì khung cửa này được bố trí full tường để tạo một cái cảm giác không gian mở cho cái ngôi nhà của chúng ta quý bạn. Đó, đây là cửa chính ở ngay lầu 1. Mặt tiền là cửa hệ cửa nhôm sinh pha kéo với dạng rèm hai lớp như vậy. Đó, rất đẹp. Với trên lầu 1 mà sử dụng cửa nhôm sinh pha mà hệ lùa thì nó rất là đẹp và quý vị các bạn. Đó, đây là khay lùa của nó. Thì ở ngoài mặt tiền, cái việc dán đá trên tường như thế này cũng là đây là gọi là trắng thiên lao. Thì nó nhìn cho cái mảng tường chúng ta nó có vẻ gì đó là nó mướt. Thực sự nhìn rất là đã nha quý vị các bạn. Thì bây giờ mình cùng đi qua phòng phía sau. Thì đây là cái nhà vệ sinh chung của hai phòng sau. Đó, cũng được bố trí bày biện nó nhẹ nhàng, đầy đủ công năng. Đó, rồi sen tắm. Còn đây là phòng làm việc của chủ nhà. Ở một góc nhỏ vậy cũng có cửa sổ thông ra nguyên một mảng, đẩy một cái không gian mở. Đồng thời có luôn cái cửa nhựa Hàn Quốc như thế này. Thì nhà này của mình toàn bộ cửa đi là toàn là cửa nhựa Hàn Quốc hết nha quý vị các bạn. Đó, không gian rất rộng rãi, thoáng, thì chúng ta làm việc sẽ rất là tốt. Còn đây là phòng ngủ phía sau. Ở phòng ngủ này thì được bày biện là hai ô cửa sổ. Đó. Sáng hết nguyên căn nhà thì chúng ta cũng sẽ không bị bí bụng nha quý vị bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại toàn cảnh mặt tiền chúng ta từ trên cao. Và cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những clip tiếp theo.